Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bóc Đọc với câu chuyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh. Ở tập trước, Đức và Tỉnh đã có cơ hội chạm trán với nhóm người có tên là Cổ Lập và có lẽ họ nắm giữ rất nhiều bí mật trên hòn đảo đó. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bap sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Điều anh băn khoăn nhất bây giờ là bí ẩn về băng phái Cổ Lập kia. Hành động của họ có mục đích gì? Họ có liên quan đến cái chết của bố anh không? Từ phía ngoài cổng bệnh viện, Đức thấy thấp thoáng bóng dáng của Quang. Người quản lý các khu vực dân cư cùng với chị Huyền đang đi vào. Ngoài sân và các hành lang của khu nhà, các đồng chí cảnh sát đi tuần liên tục. Sau sự cố ngày hôm nay, an ninh đặc biệt được tăng cường. Quang tiến dần lại chỗ anh, chào hỏi. Cảm ơn anh vì hôm qua đã tham gia hỗ trợ. Nếu như không có mọi người thì chắc tôi cũng không thể xoay sở nổi. Vụ bên Tây đảo hôm qua cũng có bàn tay của phái Cổ Lập nhúng tay vào. Ầm ĩ lắm, nên tôi chẳng thể về kịp được. Quang lắc đầu, cầm lấy tay Đức lắc lắc. Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà. Đức mỉm cười méo xệt, đầu anh chợt nảy lên chút suy nghĩ. À, tôi vẫn đang không hiểu giáo phái đó là như thế nào. Phái Cổ Lập ư? Họ đứng lên chống phá các hình thức chữa bệnh dịch trên hòn đảo này, gây rất nhiều phiền toái cho chúng tôi. Nhân lực ngày càng ít mà giáo phái đó ngày một đông lên. Chúng tôi đã ngăn chặn hết sức có thể, cũng không đàn áp quá gắt gao được. Vì đó cũng là những người dân đảo. Những người chết đã đủ nhiều rồi. Vậy họ làm thế để làm gì cơ chứ? Chẳng nhẽ họ không muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng này ư? Họ nghe lời tuyên truyền của một người nào đó. Ông ta là một người dân lâu năm của đảo, kêu rằng đã phát hiện ra cách chữa bệnh bằng tâm linh, nhưng lại là một cách man rợ và chỉ là một hủ tục độc ác, gần như lấy một mạng đổi một mạng. Lấy mạng đổi mạng ư? Đức ngạc nhiên. Bọn họ tin rằng chữa trị bằng y tế không có chút tác dụng nào. Đúng là qua nhiều năm số người chúng tôi cứu không được nhiều, nhưng không thể vì thế mà làm những trò độc địa như vậy. Tình trạng bệnh và diễn tiến của căn bệnh này chắc anh cũng biết rõ hơn cả tôi. Tôi nghĩ là chưa tìm ra thuốc phù hợp thôi. Vào thời gian đầu mới phát bệnh thì người bệnh chưa có triệu chứng gì nặng cả, chỉ nổi một nốt nhọt ngoài da và từ từ ăn sâu vào máu huyết, nội tạng. Phái Cổ Lập quan niệm rằng nếu như lấy bộ da của những người phát bệnh đang chữa trị ở đây đắp lên cơ thể của một người phát bệnh khác thì người kia có thể khỏi bệnh, dù đã phát bệnh đến giai đoạn nào đi chăng nữa. Đương nhiên là thông qua một nghi thức nào đó cần có cả một bộ phận của người chết. Rất kinh khủng. Miễn là người bệnh chưa bước vào giai đoạn cuối thì chúng sẽ tìm ra mọi cách để lấy được da người. Thời gian đầu chỉ lấy một mảnh da lưng, bộ phận cuối cùng nhiễm bệnh. Nếu người chúng cần cứu phát bệnh nặng thì thậm chí chúng không ngại róc da cả một con người. Thường chúng sẽ ưu tiên cứu trẻ em, trẻ vị thành niên trước. Nghe dân đồn biện pháp này rất hiệu quả. Chúng coi rằng những ai tin theo chúng ta sẽ chỉ có con đường chết, nên không tiếc mạng của họ mà cứu lấy mạng của chúng. Chúng nghĩ rằng khi chỉ còn hai người bị nhiễm dịch bệnh, lấy một người cứu một người thì bệnh dịch sẽ chấm dứt. Chúng đổ tại chúng tôi lập ra bệnh viện này kéo dài quá trình chữa trị nên bệnh dịch mới lây lan không dứt. Đủ có đơn giản vậy, chúng ta còn chưa xác định được nguồn gốc gây bệnh. Thật ghê tởm. Đức lẩm bẩm. Trước đây đã nhiều vụ như vậy rồi à? Cũng có vài vụ. Thương vong hai bên đều có. Nhưng vụ gần đây nhất đã hơn một năm. Có một vụ lớn nhất cách đây 3 năm. Chúng bắt được khoảng 5 người bệnh và một bác sĩ, làm chết mất 3 người. Tôi không ngờ chúng vẫn còn tiếp tục giở trò. Nhân dân đang hết sức hoang mang lo sợ. Có người tin theo chúng, có người vẫn tin theo y tế, khoa học. Người dân cũng có người biết nhận thức chứ. Nhưng cứ thế này tôi sợ chính phủ cũng sẽ bỏ rơi hòn đảo này. Nó sẽ đi vào tuyệt diệt. Quang thở dài, trầm điếu thuốc. Đức vẫn bần thần suy nghĩ. Những câu nói của Quang cứ thế trôi qua tai anh và chỉ có duy nhất vài từ động lại. Anh nói cách đây 3 năm có một vụ xâm nhập lớn ư? Một bác sĩ cũng bị bắt. Và đã có 3 người chết. Ừ, đúng như vậy. Đúng là trò cười mà. Bác sĩ đó có chút vấn đề nên phải ở khu vực nhà xác làm công vụ. Ai ngờ cũng trở thành nạn nhân bị bắt cóc đi luôn. Chúng tôi không dám công bố chi tiết vụ này ra ngoài, sợ người dân lại hoang mang. Dẫu sao kết quả cũng thật kinh khủng. Người bác sĩ đó có phải tên là Danh? Đức lắp bắp hỏi vì hồi hộp. Anh cảm thấy mình đến gần với sự thật năm đó hơn bao giờ hết. Anh nhìn thẳng vào mắt của Quang. Đức nhận ra tia nhìn của anh ta đang đông cứng lại. Quang khẽ cau mày, nhận ra mình đã lỡ miệng. Ánh mắt anh ta đảo một vòng xung quanh chiếc sân trống của bệnh viện. Cuối cùng, Quang nói. Tôi cũng không rõ. Tại sao anh lại hỏi vậy? Bố tôi cũng từng là bác sĩ tới hòn đảo này để công tác. Và rồi trở về, chỉ là một cái xác. Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với ông. Tôi và mẹ ở nhà chờ đợi thông tin, nhưng mọi thứ đều không rõ ràng. Nếu anh biết chuyện gì, làm ơn cho tôi biết với.
Quang gãi đầu rồi nói bằng giọng trầm xuống. Tôi xin chia buồn với mất mát của gia đình anh. Số nạn nhân mất trên đảo bởi dịch bệnh và tai nạn rất nhiều, nên quả thực tôi không nhớ chính xác được. Chắc là ông ấy mất do dịch bệnh thôi. Giờ tôi phải đi giải quyết nốt một số việc ở văn phòng. Chúc anh một ngày làm việc thuận lợi. Đức chưa kịp phản ứng gì thì Quang đã cúi chào rồi đi mất. Đức cảm giác như anh ta đang cố gắng tránh né anh điều gì đó. Có lẽ anh sẽ phải dò hỏi thêm một số người khác. Phải hỏi thật khéo, nếu không họ sẽ che giấu sự thật. Ca trực của Đức chỉ kịp bình yên cho tới nửa ngày. Quá bữa trưa, Đức đang gật gù vì thiếu ngủ ở chiếc ghế trong văn phòng trực thì bỗng có tiếng ầm ĩ bên ngoài. Đức, Đức, ra đây mau lên, bệnh nhân có vấn đề rồi. Đức choàng tỉnh, vơ vội ống nghe quàng lên cổ rồi chạy theo sau chị y tá. Bệnh nhân gặp vấn đề chính là người đàn ông vừa mới bị bắt cóc tối hôm qua. Máu từ trên giường chảy thành những giọt lớn xuống dưới sàn nhà, làm Đức cũng cảm thấy hoảng hồn. Tất cả các bác sĩ đều đang quay kín quanh giường của anh ta. Người đàn ông và người phụ nữ bị bắt cóc đang được đặt trị ở riêng một phòng để tránh làm ảnh hưởng tới tinh thần của những bệnh nhân khác. Chiếc giường rung lên bần bật. Cơ thể người đàn ông đó đang lên cơn co giật. Máu không hiểu từ đâu lại ra nhiều như vậy. Anh cũng lách vào giữa các bác sĩ để xem. Tuy nhiên điều anh chứng kiến lại vô cùng dị thường. Đức nhìn thấy ở ngay trên thanh sắt đầu giường là một bóng hình đen xì. Chân tay gân guốc với những chiếc móng dài đang ngồi chễm chệ. Nó đang dùng tay tóm lấy một mảnh màu trắng như xương khói đang được trào ra từ mũi của người đàn ông. Người bệnh mắt đã trợn ngược lên, không thở được, từ miệng và mũi rỉ ra những dòng máu tươi. Chiếc ga giường cũng bị thấm đỏ, có lẽ là do vết thương hôm qua rách ra. Các bác sĩ phải ấn người đàn ông xuống giường và can thiệp để anh ta không cắn vào lưỡi của mình. Dường như không ai nhận ra sự tồn tại của thực thể kỳ lạ kia. Nó vẫn cố gắng moi lấy những gì đang trào ra từ mũi của người đàn ông này. Mỗi lần như thế, những cơn co giật lại trở nên dữ dội hơn. Máu của Đức đông cứng lại vì sợ. Trong đầu anh lẩm bẩm khấn vái các vị Phật, gia tiên và cả bố mình giúp đỡ anh cứu được bệnh nhân. Có vẻ như chính con quỷ kia là nguyên do khiến cho người đàn ông này phát bệnh. Bất chợt, con quỷ hướng đôi mắt đỏ như máu về phía anh. Nó nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát. Tim Đức hẫng lại một nhịp. Đột nhiên, nó nhún chân lao về phía Đức. Miệng nó kêu lên một tiếng thê thiết. Ở âm vực cao đến chói tai, nghe như tiếng giũa kim loại, nhức óc vô cùng. Theo phản xạ, anh co rúm người lại rồi ôm đầu. Miệng đã suýt kêu lên, hai bàn tay đã rung lên lật bật. Thế nhưng không có gì xảy ra cả. Anh chỉ cảm nhận thấy một luồng gió mạnh quét qua đầu. Có vẻ như nó đã chui qua cửa sổ bay đi đâu mất. Lúc đó các bác sĩ khác đều đang cứu chữa cho bệnh nhân nên không ai để ý hành động kỳ lạ của Đức. Từ ngày hôm qua, nỗi sợ trong lòng Đức vẫn còn le lói. Thi thoảng anh vẫn nhìn thấy bóng ma nhưng toàn phải né đi. Lúc đông người thì không sao, nhưng lúc ở một mình Đức rất sợ. Đến giờ anh mới thấm thía quyết định bồng bột của mình. Cũng may là bí thuật này chỉ có tác dụng trong 3 ngày. Đến hết ngày kia là mọi thứ sẽ chấm dứt. Giá như trước lúc đó, anh có thể nhìn thấy bố của mình. Bệnh nhân dần trở về huyết áp ổn định sau khi đã được truyền thẳng thuốc trợ tim và máu vào cơ thể. Anh ta liệm dần đi, hơi thở rất yếu nhưng cũng may đã cứu được. Chỉ cần chậm hơn chút nữa là tim sẽ ngừng đập. Bệnh nhân vốn là dân chài khỏe mạnh, trước giờ không có tiền sử bệnh động kinh. Vậy mà hôm nay lại trở bệnh nặng. Virus bệnh dịch cũng đã xâm lấn nặng nề hơn, tấn công vào bên trong nội tạng, gây xuất huyết nhiều. Tiến triển nhanh bất thường này có lẽ liên quan tới con quỷ, Đức nhìn thấy. Hết ngày làm việc, Đức trở về ký túc xá trong sự mệt mỏi vô cùng. Anh chẳng muốn tắm giặt gì mà lăn ra ngủ trên giường. Đến tận lúc 8 giờ hơn tối mới tỉnh dậy. Cả phòng chỉ có một hai người đang ngồi đọc sách hoặc dọn dẹp. Còn đâu chắc mới đi ăn chưa về hoặc đã đi dạo mát. Anh tỉnh, ngồi ở chiếc giường đối diện đang chăm chú vào một cuốn sách y thuật. Đức nhõm dậy sang bên giường ngồi cạnh anh tỉnh. Từ đêm qua tới giờ hai người vẫn chưa có thời gian nói chuyện với nhau. Anh tỉnh, hôm qua ổn chưa? Cái gì ổn? Công việc á? Lúc nào chẳng vậy? Anh tỉnh trả lời, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. Thế bọn chúng có sợ động gì tới cái xác không? Em tò mò lắm, vì nghe nói phái đó mất lưỡi. Anh tỉnh đáp gọn lõn rồi đóng quyển sách lại cái bộp. Đức còn chưa kịp nói dứt câu. Cái gì cơ? Thật á? Ừ, thật đấy. Chúng đã cắt mất lưỡi của cái xác rồi. Anh với anh kia kiểm tra lại thì không thấy nữa. Chúng dám cắt cả lưỡi của xác chết. Mang rợ thật.
Anh có cảm giác bất ổn về phái này. À anh, em bảo. Đức thì thầm. Anh nhớ lại về hình ảnh vừa buổi chiều nay. Chiều nay em nhìn thấy một hiện tượng lạ lắm. Hiện tượng lạ như nào? Em nhìn thấy một thực thể trông không giống như những vong ma bình thường. Nó có làn da đen đúa, trên đầu có nhú hai chiếc sừng nhỏ nhỏ, mắt đỏ lừ. Chiều nay một bệnh nhân bị bắt cóc hôm qua tự dưng lên cơn động kinh nguy kịch, trong khi đó trước đấy đã trở về ổn định rồi. Anh ta chỉ bị đau đớn bởi vết thương hôm qua chứ không phải có bệnh gì nặng. Bệnh dịch cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu. Thế mà em nghĩ là do con quỷ đó tác động. Có thể hắn ta bị vong quỷ theo thôi. Hôm qua giáo phái kia có làm gì bệnh nhân của em không? Không phải đâu. Trước đó em chưa từng nhìn thấy nó. Chiều nay mới thấy. Đêm qua anh ta là nạn nhân bị ảnh hưởng nhất. Chúng đã róc mất một mảng da lưng của anh ta. Vết thương trông khủng khiếp lắm. Thế rồi Đức thuật lại lời nói sáng nay của Quang, quản lý chung của hòn đảo. Anh Tĩnh chỉ trầm ngâm lắng nghe mà chưa nói gì vội. Đức sốt ruột muốn nghe lời giải thích của anh Tĩnh. Ở trên hòn đảo này giờ chỉ có anh Tĩnh là hiểu những gì Đức đang trải qua. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, kể ra thật sự không ai tin nổi. Sao? Anh nghĩ sao? Cứ im lặng vậy. Đức sốt ruột giục anh Tĩnh. Anh đang nghĩ tới một thuyết xưa cũ, đã từng được nghe ngày xưa. Nó có nhắc tới việc triệu hồi một con quỷ để cầu kéo dài tuổi thọ cho con người. Thế nhưng đúng là cần một mạng đổi một mạng. Việc này dùng tà thuật nên gần như là ép buộc. Người bệnh thiếu gì thì sẽ lấy cắp mảnh da từ bộ phận đó của người khác để đổi mạng. Đó là anh nghe thấy như vậy. Nhưng không hiểu sao ở đây có vẻ khang khác. Lấy người bệnh ra làm gì nhỉ? Bình thường họ sẽ tìm người khỏe mạnh thay thế. Nói chung là anh không chắc. Tà thuật đó như thế nào? Anh nói rõ hơn xem. Nói rõ ra làm gì? Để cậu lại tái máy như lần trước ấy hả? Nói chung trong thế giới tâm linh thì có rất nhiều những lời đồn đãi. Tà thuật này, bùa chú kia, bí thuật nọ. Nhưng thực tế thì chỉ có rất ít là có tồn tại. Những người có khả năng để thực hiện tà thuật này cũng không nhiều. Bí thuật anh vừa nói với cậu ấy, cần có hai phần sống một phần chết. Tức là họ sẽ lấy một bộ phận của người chết, một bộ phận của người thế mạng và một bộ phận gì đó của người cần đổi mạng. Họ sẽ làm lễ cầu khẩn quỷ thần, triệu hồi con quỷ bắt hồn trong vòng 49 ngày sau lễ đó. Con quỷ sẽ được dẫn đường bởi linh hồn người chết đã tế thần, tới bắt linh hồn của người xấu số kia, đổi lại, thọ mệnh của họ sẽ được trao cho người bệnh. Thế nhưng người bệnh ở đây thọ mệnh chưa chắc đã dài, vậy mà lại bị tráo đổi. Anh thật sự không hiểu. Họ lấy lưỡi người chết, da của người sống, chỉ để tế thần ấy hả? Ừ, đúng rồi. Cần một vật gì đó của người mới chết để nhốt linh hồn của họ lại. Nhưng chúng dám lấy cả lưỡi, một hành động vô cùng độc địa. Dùng bùa chú như vậy thì người chết không thể không vâng lời, phải giúp con quỷ đó đi bắt hồn người khác như một âm binh mà không mở miệng ra nói với các bậc bề trên được. Thông thường các thầy pháp chỉ dám lấy tóc thôi. Còn mảnh da đó, anh cũng không chắc. Nhưng mà có lẽ sẽ được đặt lên cơ thể của người cần đổi mạng. Nó sẽ như một cánh cổng linh hồn để quỷ bắt hồn biết mà trao đổi. Bộ da đó sẽ là giao ước giữa người và quỷ. Vậy thì chẳng nhẽ con quỷ mà em nhìn thấy hôm nay là quỷ bắt hồn? Đúng như vậy. Bây giờ anh nghĩ là thế. Nó đã đi bắt hồn rồi đấy. Cái lễ hôm trước mình nhìn thấy có lẽ là lễ tế thần. Chúng làm rất gấp rút. Có lẽ là có người bệnh nặng rồi. Giờ nếu để người bệnh ở đó mà không trông coi thì có lẽ tiên lượng rất xấu. Không phải do căn bệnh cụ thể nào cả. Chết rồi. Thế làm thế nào hả anh? Các bác sĩ ở đó không can thiệp được ư? Loại giao ước máu này chỉ có thầy pháp giỏi mới phá được. Anh biết. Mà thực sự lực bất tòng tâm, vì anh đã xa rời đạo pháp lâu rồi. Cứ cố gắng chăm sóc hết mức thôi. Hôm nay chẳng hiểu sao nó tạm tha cho bệnh nhân đó. Quỷ bắt hồn mà rình rập bên cạnh, chỉ cần hắt hơi cái là đi tông. Nó có thể lôi ngay linh hồn của người bệnh ra. Người thầy cũ của anh từng kể thế. Đức gục đầu bất lực. Y học mà cũng có ngày phải chịu thua tâm linh. Anh thật không thể hiểu nổi. Nhưng mà anh Tĩnh nói tiếp. Anh đang thắc mắc tại sao chúng nắm được thông tin phía trong khu bệnh viện. Rõ ràng là có người tiết lộ mới biết. Số người mất, số bệnh nhân, tình trạng bệnh. Vì thế không phải ai ở đây cũng đáng tin cả đâu. Cậu cứ hết sức cẩn thận đây. Đức chợt nhớ tới bố mình. Anh Tĩnh, chỗ của anh có lưu hồ sơ về những người đã mất ở đây ngày trước không? Có một kho hồ sơ. Chắc là có đi. Em nghe Quang nói có vụ bạo loạn cách đây 3 năm.
Em nghi là có liên quan đến bố em. Em cần tìm hồ sơ. Đơn giản thôi. Sảnh thì qua khu anh mà tìm. Chỉ có hai người thôi nên buồn tẻ lắm. Cứ xin phép anh Bình, người làm cùng anh ấy là được. Anh ấy quản lý kho. Em muốn nhìn thấy bố trước khi ba ngày phép này kết thúc quá. Mai em thử đi làm một cái lễ nhỏ xem gọi được ông tới không. Anh Tỉnh lắc đầu ngao ngán, trong mắt đầy sự hoài nghi. Có khi trước khi gặp được bố, cậu đã phải sợ chết khiếp rồi. Hòn đảo này quá nhiều vong hồn. Có 3 ngày thôi mà. Đức cười cười cho qua. Thế nhưng lời của Tỉnh chẳng sai chút nào. Ngày tới đó, Đức đã gặp phải những sự việc kinh hoàng. Hôm ấy là ngày thứ hai sau đêm Đức khai nhãn quan và mới là tuần thứ ba anh đặt chân lên đảo. Mọi sự việc cứ xảy ra cuốn anh đi khi anh còn chưa kịp viết một dòng thư nào để gửi về nhà cho mẹ. Đức chìm sâu vào cơn mê sau một ngày đã quá mỏi mệt. Tâm trí anh trộn rộn với những giấc mơ không rõ hình dáng. Anh mơ thấy bố, mẹ trộn lẫn với màu máu và nước mắt. Những tràng cười man dại, chiếc xác đẫm máu, da thịt tróc lở. Đức cảm thấy mình nghẹt thở, lồng ngực thắt lại. Anh mở choàng mắt trong đêm, tim vẫn đập thình thịch. Những chuyện vừa chứng kiến khiến anh cảm thấy rất kinh khủng. Anh thấy xung quanh lạnh buốt, gió ngoài đảo vừa đổi chiều ư. Có tiếng xì xầm ở góc phòng. Đức ghé mắt nhìn xuống xem giờ này ai trong phòng còn thức. Thế nhưng điều anh nhìn thấy sởn cả da gà. Ở nơi giường của anh Chiến cuối phòng có một bóng người đang đứng cạnh đó. Đó là một người phụ nữ có mái tóc ngang vai, đang rủ xuống xõa sợi. Người phụ nữ đó cúi vào tai anh Chiến mà thì thầm điều gì, nghe không rõ. Thế nhưng anh Chiến chẳng có chút phản ứng nào. Trái tim của Đức như đông cứng lại vào thời điểm ấy. Anh không biết nên làm gì. Cô ta sẽ làm hại anh ấy chăng? Liệu đây là người hay là... Nếu là người thì làm sao có thể vào phòng không có chút tiếng động như vậy được? Cửa phòng thì đã khóa rồi. Vậy thì chỉ có thể là... Suy nghĩ đó khiến Đức sợ không thở nổi. Có nên nhắm mắt vào ngủ tiếp không? Người phụ nữ ấy làm thế có mục đích gì? Đó hình như chính là người phụ nữ anh Tỉnh từng nói đã nhìn thấy trong căn phòng này. Đức liếc nhìn bằng nửa con mắt sang giường đối diện và thấy anh Tỉnh vẫn ngáy đều đều. Con người này đúng là dị thường, ở chung phòng với ma mà vẫn ngủ ngon lành. Đức không dám ho he cựa quậy chút nào, hơi thở cố kìm nén. Thế nhưng đúng như những lời anh Tỉnh từng nói với anh, những người có con mắt âm dương sẽ có những điểm khác biệt so với người thường, sẽ luôn thu hút những hồn ma bóng quế lại gần phía mình. Trong chớp mắt, người phụ nữ đó đứng thẳng dậy. Chiếc cổ của cô ta từ từ quay dần lại phía sau, phát lên những tiếng kẹt, kẹt. Quay 180 độ, đúng hướng chiếc giường của Đức đang nằm. Khuôn mặt cô ta nhễu nhợt những máu, những vết tróc lở quen thuộc của bệnh dịch vẫn còn hiện hữu trên làn da xám xịt, thối rữa. Đôi mắt chỉ còn một lòng trắng. Trong tư thế ghê rợn ấy, cô ta chạy thẳng về phía Đức. Chiếc cần cổ quay lại, Đức bật ra thành tiếng khi đã quá sợ hãi. Tay cô ta nắm chặt lấy cổ áo Đức mà ghì xuống. Miệng cô ta thì thầm liên tục, lặp đi lặp lại chỉ một câu nói với vài từ ngữ rời rạc. Đức không sao thở được. Cảm giác hoảng sợ đến tột độ khi giáp mặt con quỷ người cơ đã quay lại hiện hữu. Tay chân Đức giãy giụa đập liên tục xuống giường, đầu óc đã không còn đủ bình tĩnh để cầu cứu Phật Pháp nữa. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Đức, ghi sát khuôn mặt tróc lỡ ấy vào trán Đức và thì thầm. Thế rồi cô ta nắm cổ áo của Đức, lôi dậy, kéo đi. Đức cảm nhận mình như vô lực, chân cứ thế bước theo người phụ nữ đó, không sao cưỡng lại được. Khi ra gần đến cửa ra vào, đột nhiên có một ánh sáng lớn lóe lên như một vụ nổ lớn. Đức thấy chói mắt vô cùng, cảm giác ngất đi, không biết gì nữa. Một bàn tay nào đó đang liên tục phổ vào má của Đức, làm anh cảm thấy đau điếng. Đức khẽ khàng mở mắt ra, trước mặt đèn điện đã sáng trưng. Anh nhận ra gương mặt của những người cùng phòng đang cúi xuống nhìn mình. Người Đức ê ẩm, anh đang nằm dưới nền đất lạnh. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Trời ạ, ông bác sĩ duy nhất trong phòng còn ngất thì bọn anh chả biết làm sao. Đức được đỡ ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng. Không hiểu tại sao mình lại nằm dưới đất, ngay cạnh giường của chính mình. Em bị làm sao cơ? Bọn anh thấy mày đập chân tay loạn xì ngầu ầm hết cả giường.
rồi đột ngột lăn xuống đất không cựa quậy gì, nên bọn anh mới lại xem. Nó ngủ mơ thôi. Anh tỉnh nói. Cảm thấy ổn hơn chưa? Có cần ra trạm xá không? Một người khác hỏi. Em ổn rồi, ổn rồi. Đức lồm cồm bò dậy ngồi lên giường, tay chân hẳn còn run rẩy. Ánh mắt nhìn về hướng anh tỉnh cầu cứu. Mọi người yên tâm tản dần ra. Đèn lại được tắt đi. Anh tỉnh khoát khoát tay trong bóng tối, nhưng muốn nói với Đức có chuyện gì hẳn nói sau, ngủ đi. Thế rồi người đàn ông lạnh lùng ấy lại đặt lưng xuống giường ngủ tiếp. Đức nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa rồi, không dám nằm ngủ một mình. Người cứ co rúm cả lại, chỉ muốn xin nằm ngủ cùng ai. Thế nhưng lại chẳng dám phiền. Người anh cảm thấy rất mệt, nặng nề như đeo chì. Anh tìm đến giấc ngủ trong chật vật. Lại một đêm không yên nữa. Ngày hôm sau, Đức trải qua một ngày làm việc tương tự như những ngày khác. Mồ hôi, thuốc, khẩn cấp, máu, xoay anh vòng vòng. Bệnh nhân nam bị bắt cóc, sức khỏe đang xấu đi rất nhiều. Thế nhưng anh chỉ muốn trở về ký túc xá sớm để nói chuyện với anh tỉnh. Nốt ngày hôm sau là tròn 3 ngày anh khai nhãn quan. Việc gặp gỡ bố của Đức ngày càng trở nên gấp gáp. Tối nay anh định sẽ làm lễ cầu hồn. Hết giờ làm, Đức đi bộ ra chợ cóc nhỏ trong đảo để mua chút nhu yếu phẩm làm lễ tế bố. Anh trở về ký túc xá để ăn uống và tắm rửa. Trong lúc ăn cơm tối, Đức nhìn thấy anh tỉnh ngồi ăn lầm lũi ở một góc, mới vội vàng chạy lại bắt chuyện. Ngoài trời, màn đêm đang dần buông xuống khiến Đức cảm thấy bồn chồn. Anh sợ gặp phải cơn ác mộng vào nửa đêm. Hôm qua mọi người tả như anh đang nằm mơ, nhưng những gì anh đã chứng kiến thì khó có thể mà mơ được. Đức vừa ngồi xuống đối diện anh tỉnh, thì tỉnh đưa tay vào trong chiếc túi đeo bên hông, rút ra một con dao nhỏ, chỉ thẳng vào mặt Đức. Này này, anh làm cái gì đấy? Cầm lấy, nhìn mà không hiểu à? Đây nữa. Anh tỉnh vứt thêm hai củ tỏi lớn lên bàn. Mấy cái này để làm gì à? Cầm lấy, tôi đặt dưới gối ấy, tránh bị tà khí xâm nhập. Tôi mang về cho cậu đấy. Anh tỉnh nói xong lại cúi xuống ăn tiếp. Hôm qua không phải em ngủ mơ đúng không anh? Ừ, may phước cho cậu. Anh vác em vào từ cửa à? Hôm qua em sợ chết khiếp. Cậu vẫn ở đấy từ đầu mà, làm ầm ĩ lên rồi ngã khỏi giường. Cái thứ mà đi ra gần cửa là linh hồn của cậu thôi. Hả? Thật sao? Đúng vậy. Tôi nhìn thấy linh hồn cậu bị kéo ngược trở lại cơ thể. Cô ta đã đưa cậu đi. Người phụ nữ đó suýt giết em sao? Đức nhớ lại khuôn mặt ghê rợn của vong hồn đó tối qua. Câu nói mà cô ta hét vào tai Đức. Chạy đi, chạy đi, cút khỏi đây đi, nhanh lên, nhanh lên. Không phải đâu, cô ta muốn đuổi cậu đi thôi. Nhưng cơ thể yếu, tiếp xúc với vong ma dễ bị xuất hồn. Nếu mà tôi dậy muộn hơn tí nữa thì cũng không hiểu kết quả tệ đến đâu nữa. Tuy nhiên đã có một sự lạ xảy ra. Thế giờ cô ta vẫn ở trong phòng mình sao? Vậy làm thế nào hả anh? Em không thể ngủ được, sợ lắm. Cô ta trông như nạn nhân của bệnh dịch trên đảo này ấy. Yên tâm, giờ cô ta không làm phiền cậu được nữa đâu. Cô ta bị ăn rồi. Ăn? Là sao? Tối qua, tinh linh thuần khiết lại xuất hiện, đúng lúc cậu đang bị kéo đi. Nó vô tình hút linh hồn của cô ta vào, nhưng không hiểu sao cậu lại được kéo ngược trở lại. Lúc đó, Đức mới ngờ ngợ ra ánh sáng chói mắt trước khi bất tỉnh anh nhìn thấy là thứ gì. Anh cảm thấy run rẩy. Hôm qua suýt nữa anh đã chết bất đắc kỳ tử. Dù theo bất kỳ cách nào cũng thật đáng sợ. Nó xuất hiện ở phòng chúng ta 2 lần rồi đó. Liệu có phải là trùng hợp quá không? Anh cũng không biết nữa. Hòn đảo này cũng không rộng lắm. Riêng việc trên hòn đảo tồi tàn này có một tinh linh đã là một chuyện lạ rồi. Nên nó sợ gáy cậu đến 2 lần cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ do giờ cậu có mắt âm dương nên nó không động đến cậu chăng? Khổ thân người phụ nữ đó. Tại sao cô ta lại muốn đuổi người ta đi nhỉ? Chắc có ẩn khúc gì rồi. Sau bữa tối với những thông tin khó nuốt, Đức đi tắm rửa rồi về phòng chuẩn bị lễ tế cầu hồn. Anh xin phòng bếp một chiếc mâm nhỏ rồi xách chiếc ghế nhựa ra sau tòa nhà. Đức bày biện ít hoa quả méo mó lép kẹp với ít bánh kẹo lên mâm cùng một suất cơm đầy đặn của bữa tối. Một lon bia đã được rửa sạch, đổ thêm một ít gạo vào để cắm hương. Đức thắp 3 nén hương cho cháy đỏ rồi cắm vào trong. Anh lầm rầm khấn vái. Đức không dám đi lang thang ra ngoài bờ bãi phía kia nữa mà chỉ tập trung ở trong nhà.
Anh mong chỉ có bố của mình nghe thấy được lời khẩn cầu mà anh dành riêng cho ông. Đức cứ lặp đi lặp lại lời khấn trong khoảng 10 phút, hết sức thành tâm. Đáp lại Đức chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua các tán cây. Mùi gió biển tanh mặn cứ xộc vào mũi. Đức nhìn quanh đến tuyệt vọng. Bất chợt từ những tán cây ven đường phát ra tiếng động. Những chiếc bóng trắng giật giờ từ từ hiện lên. Những bóng ma vẫn luôn lang thang vô định trên hòn đảo này dường như đã cảm thấy được điều gì đấy nên đã xuất hiện ở đây. Đức sợ hãi lùi dừng lại. Khu đất xây dựng nên ký túc xá này dường như chẳng hề có thứ gì trấn giữ. Cả người còn không có nữa là thổ công hay thổ địa. Những bóng ma tiến lại gần chiếc mâm đựng đồ lễ của Đức. Anh có thể nhìn thấy rõ hình dáng của người này, nhưng có người lại chỉ lờ mờ không thấy rõ. Họ trai gái đủ cả, vất vưởng không nơi chốn, bâu kín lấy chiếc mâm đồ ăn như quỷ đói lâu ngày. Đức run rẩy chạy ra xa khỏi họ. Anh cảm thấy sợ khi ở gần họ. Bỗng từ phía trước của tòa nhà, trong điều kiện ánh sáng nhập nhèm tối, một người đàn ông tiến phăm phăm lại gần hướng Đức đang đứng. Lòng Đức chộn rộn, sợ có ai đó sẽ phát hiện ra hành động kỳ quặc này của mình. Những hồn ma dường như đã không tìm kiếm đủ những gì họ cần. Một trong số họ bắt đầu lao về phía Đức. Đám đông như người thấy con mồi có thể cho họ điều mong ước, tản ra và bu lại nhanh như gió. Rất nhanh thôi, họ sẽ quay lấy Đức. Đức thấy vậy vội vàng chạy đi, chạy thẳng về hướng đang có người đi tới để cầu cứu. Gần tới nơi, Đức hét toáng lên. Cứu, có ma! Thế nhưng người đàn ông ấy chỉ lạnh lùng bước qua, đôi chân mạnh mẽ và gấp gáp. Đức hết sức ngạc nhiên nhưng không thể dừng lại. Đó không ai khác chính là anh Tĩnh. Đức đành chạy ra sân trước để tìm thêm người. Thế nhưng đã có những bóng ma khác chặn đứng trước mắt anh. Trong lúc quán quàng muốn đổi hướng, chân Đức vướng vào nhau khiến anh ngã bổ nhào xuống đất. Quá hoảng sợ, Đức chỉ biết đưa hai tay lên che kín mặt để khỏi phải thấy những bóng quế đang bu kín vào phía mình. Khoảng 3 phút sau, có tiếng bước chân lại gần. Một bàn tay gầy guộc nắm lấy cổ áo của Đức, lôi dậy. Này, định nằm ở đây đến khi nào hả, thằng ngu này? Giọng nói quen thuộc vang lên. Đức vẫn chưa hoàn hồn, chẳng thốt ra được câu nào tử tế. Ánh mắt cương nghị ấy vẫn nhìn chằm chằm vào phía Đức, khiến anh không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ và thêm cả phần nhục nhã. Có biết vừa làm gì không đấy hả? Anh Tĩnh gằn giọng lên. Em bảo rồi mà, em muốn gọi bố. Mày bị ngu hả? Anh tưởng mày chỉ nói vậy thôi. Đúng là mày chẳng biết cái gì. Em biết làm sao được? Bố em gặp em mà cũng khó khăn vậy hay sao? Ngày mai em không còn nhìn thấy ông được nữa. Người không muốn gặp làm sao mà gặp được? Cậu làm như thế chỉ có gọi những thứ không mong muốn tới thôi. Ở đây người chết bệnh, chết oan nhiều, quanh năm chẳng được hương khói, cầu siêu cho tử tế. Đây chẳng khác nào cậu chỉ đưa một bát cơm cho đám chết đói lâu ngày. Chẳng mấy chốc mà bị xé xác ra. Kỳ thật, vừa đưa đồ chống tạ cho cậu, cậu lại đi gọi ma. Chưa từng ai vừa dốt vừa liều như thế, chết cũng không oan. Thôi thôi, em biết rồi. Em tuyệt vọng quá. Tại sao bố không chịu gặp em? Hay là ông giận em cái gì? Tôi bảo rồi, bố cậu không được bình thường. Có lẽ cái chết cũng có ẩn khúc. Ông xuất hiện cũng thất thường, vả lại cũng không nói được. Chắc có lý do nên ông mới không gặp cậu. Từ giờ đừng cố nữa, đến lúc cần gặp sẽ gặp được thôi. Từ mai qua tìm hồ sơ đi, anh sẽ giúp cậu. Đức nhìn xung quanh, những bóng ma đã tản đi đâu mất. Chỉ có ánh trăng mờ ảo trên nền trời đen. Anh vừa làm gì mà họ chịu đi vậy? Anh làm vài thủ thuật nho nhỏ. Chủ yếu là phải ngắt ngay hương đi. Mùi hương nhang như một ngọn đèn rọi trong đêm cho những con người tội nghiệp đấy, sẽ câu dẫn họ đến. Vì thế nên phải ngắt bỏ đi thôi. Vâng, em cảm ơn anh. Đức rầu rĩ nói. Anh Tĩnh vỗ vai Đức rồi bảo cùng về phòng. Sang ngày hôm sau, Đức tranh thủ lúc nghỉ trưa để sang thăm khu vực làm việc của anh Tĩnh. Giờ anh đã từ bỏ ý định được gặp nói chuyện với bố. Anh sẽ tìm hiểu về quá khứ của ông qua những gì đã từng hiện hữu ở đây. Khu vực nhà xác của bệnh viện nằm tít ở khu C, khá vắng vẻ. Khu vực này chỉ có bộ phận an ninh và vài nhân viên coi sóc. Mang tiếng là pháp y, nhưng anh Tĩnh và người đồng nghiệp chỉ chủ yếu quản xác, lưu hồ sơ, lo việc sắp xếp an táng, hậu sự cho người mất. Công việc không quá nặng nhọc, nhưng lại cần chuyên môn cao về việc xử lý dịch bệnh và sự tỉ mỉ trong công việc. Đức chào hỏi anh Bình, cấp trên của anh Tĩnh. Người đàn ông đã ở đây công tác 3 năm.
Anh Bình là một người đàn ông người đậm đậm, có hàng ri mép dày và nụ cười hiền lành. Anh và anh Tỉnh mời Đức dùng bữa cơm suất đạm bạc từ căng tin của bệnh viện. Đức ngồi cùng hai người anh và nói chuyện về dịch bệnh, về công việc thường ngày. Tình hình kiểm soát dịch bệnh đã tốt hơn. Dù chưa dứt hẳn và tìm ra thuốc giải, nhưng những ngày gần đây chưa có ca bệnh nào mới. Tổ đội nghiên cứu vẫn đang tích cực chế tạo vaccine. Tuy chỉ sức khỏe của những người đã phơi nhiễm chẳng khá lên. Vấn đề thông tin thực tế về dịch bệnh luôn được yêu cầu giữ bí mật. Thư từ của những người dân đôi khi còn bị kiểm soát kỹ trước khi gửi đi. Tôi nghe Tỉnh nói cậu muốn tìm hồ sơ về một người à? Là ai? Là bố em à? Ông cũng từng sống trên đảo này. Cậu tìm có việc gì à? Thực ra thông thường nếu muốn tra cứu hồ sơ sẽ phải chờ xin cấp phép của cấp trên. Kể cả tôi cũng không được phép tự tiện cho người ngoài tra cứu. Vâng, em cũng biết là thế, nhưng rất mong anh giúp đỡ. Đức đưa mắt nhìn anh Tỉnh, ngồi đối diện mình dò xét, muốn hỏi xem nên làm gì. Anh Tỉnh khẽ gật đầu, ra ý rằng anh Bình là người có thể tin tưởng được. Đức nên nói thật với anh ấy. Vậy Đức mới tiếp tục nói. Bố em cũng từng là bác sĩ được điều tới đảo này, nhưng chỉ làm nhiệm vụ nghiên cứu. Mấy tháng sau gia đình em nhận được tin dữ là ông đã nhiễm bệnh dịch mà mất. Em thấy cái chết không rõ ràng bởi vì ông là người rất cẩn thận trong công việc. Hơn nữa, tính chất công việc của ông không tiếp xúc quá nhiều với người nhiễm dịch bệnh thì làm sao? Và kể cả như vậy, thì em vẫn rất muốn biết rõ về cuộc sống của ông ở đây, nên em đã chấp nhận tới đây. Rất mong anh cho em xem kết luận cuối cùng về cái chết của ông. Đức hiểu rằng khả năng nhiễm dịch bệnh trên hòn đảo này không phải thấp. Tuy nhiên với tính cách của ông thì anh vẫn tin tưởng ông biết tự bảo vệ mình. Thêm vào đó, những dấu hiệu trên cơ thể của ông không bình thường, cùng với món đồ cuối cùng ông để lại cho anh chắc chắn có nhiều bí mật. Thế nhưng Đức không thể nói hết cả ra. Anh Bình cúi đầu ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nhăn trán hỏi. Bố cậu tên là gì? Bố em tên là Danh à? Bùi Công Danh à? À, hóa ra cậu là con trai của chú Danh. Dạ, vâng. Anh biết bố em sao? Anh Bình khẽ đặt đôi đũa xuống, trầm ngâm không nói gì mất một lúc, như đang nén cơn xúc cảm nào đó xuống. Anh cũng không ngờ lại được gặp người nhà chú ở đây. Anh đã từng được cùng làm việc với chú một thời gian ngắn. Vậy sao? Trời ơi, tốt quá rồi. Ít ra anh cũng biết bố em đã từng sống như thế nào. Cái chết của bố em, anh cũng rất tiếc, rất đau buồn. Thế nhưng anh chỉ là người tiếp nhận xác của ông, chứ cũng không biết rõ gì thêm. Anh cũng đã kiểm tra pháp y sơ bộ cho ông. Lát nữa anh sẽ đưa em hồ sơ. Em cảm ơn anh nhiều. Vậy trước khi ông mất, không ở cùng với anh sao? Sao bố em lại làm ở bộ phận này à? Nghe nói bố em có vi phạm kỷ luật gì đó nên bị điều xuống đây làm công vụ một thời gian. Nói là như vậy, nhưng khoảng thời gian ngắn đó, anh đã được chú giảng giải cho rất nhiều thứ về chuyên môn, về nghề. Nên anh rất quý chú. Hết thời gian kỷ luật, chú Danh lại về bộ phận nghiên cứu cũ để làm việc. Chẳng bao lâu sau thì anh được tin chú mắc bệnh dịch mất. Thế nhưng anh cũng chỉ là người làm nhiệm vụ công, sao có thể làm điều tra viên? Dù có chuyện gì thực sự xảy ra thì anh cũng không rõ. Thật vậy sao à? Bố em lại bị kỷ luật ư? Tính cách của ông thì em cũng không lạ gì. Tuy nhiên về công việc thì ông chưa bao giờ tắc trách để bị kỷ luật. Chỉ khi nào ông muốn làm điều đó, hoặc do không vừa mắt ai đấy nên bị điều đi thôi. Có lẽ vậy. Thôi ăn trưa nốt đi rồi anh sẽ phá lệ để em vào phòng hồ sơ. Điều này phải thật sự bí mật đi nha. Có những điều anh không thể nói ra ở đây. Em có thể tự tìm hiểu trong hồ sơ đó. Đức gật đầu cảm kích. Sau bữa trưa, anh Bình nhờ anh Tỉnh trông coi ở văn phòng phía bên ngoài, để mắt đến các đồng chí an ninh. Sau đó anh cầm chìa khóa kho dẫn Đức đi theo. Anh Bình mở cửa căn phòng kho bằng sắt, Đức cũng bước vào theo. Trước mắt hiện lên hàng tá những chiếc giá cao tới trần nhà, chứa đầy những hộp hồ sơ quan sát. Anh Bình thoăn thoắt lấy chiếc thang kê bên góc tường, đi sâu vào một dãy giá sách, bắt thang lên. Anh với lấy một chiếc hộp màu đậm ở tầng thứ ba của giá sách. Đức đỡ lấy, tay run run. Anh Bình trèo xuống, nói: "Cậu xem thật nhanh rồi đưa lại cho tôi. Đây cũng là hành động duy nhất tôi có thể làm để cảm ơn chú ý khoảng thời gian đã ở đây bầu bạn với tôi. Đã 3 năm trôi qua rồi, thế nên hồ sơ phải cất sâu ở trong này."
Đức cảm ơn anh Bình rồi ra chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, bắt đầu mở dần từng trang của tập hồ sơ ra. Trong lòng Đức vừa hồi hộp, vừa đau xót. Cuộc đời anh đã nhìn bệnh án của rất nhiều bệnh nhân, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải nhìn những ghi chép cuối cùng về người bố thân yêu. Hồ sơ có ghi rõ ngày giờ mất, lý do tử vong là gì, cùng với một số hình ảnh chụp thi thể. Lý do chỉ có một: đột phát bệnh dịch gây tử vong. Tuy nhiên có thêm một số ghi chép về những tổn thương ngoài da, vết xây xát, vết cắt dài trên cơ thể, dạ dày không chứa thức ăn, cơ thể mất nước nghiêm trọng, đa nội tạng bị tổn thương, xuất huyết. Sao lại có vết cắt ngoài da? Em cũng phân vân mãi điểm này. Ừ, hồi đó anh cũng thấy hơi lạ. Các bác sĩ chăm sóc ông ấy thì lý giải là những người bệnh giai đoạn cuối thường lên cơn động kinh. Các cơ co rút không thở được, họ cố gắng mở ngoại khí quản, nhưng bệnh nhân phản kháng gây nên các vết rạch ngoài da nho nhỏ. Thế còn vết ở lưng? Nếu mà vết thương gây ra trong quá trình mất kiểm soát thì sao lại ở vùng lưng? Và quá thẳng như thế này được, vết thương này trông còn đã lành lại so với những vết thương mới. Họ đều không nói rõ, nên anh cũng đành... Quả thực ở đây đang giấu giếm điều gì đó mà. Đức rít lên tức giận. Bóng nắng hắt vào từ cửa sổ trong căn phòng kho, đột nhiên chao đảo như có chuyển động ở bên ngoài. Bất giác, Đức nhìn theo hướng đó và nhìn thấy bóng của một người đàn ông. Đức còn chưa kịp nhìn kỹ thì người ấy đã đi ra khỏi tầm nhìn. Người đàn ông đó mặc chiếc áo vest và đeo cà vạt tím. Bố! Bố! Đức thét lên rồi chạy ra khỏi phòng kho, vòng ra phía sau theo hướng chiếc cửa sổ. Gì thế? Bình chạy theo hỏi. Khu vực gần chiếc cửa sổ giáp ranh với một khu vườn rậm rạp cây cối. Đã lâu chẳng được ai chăm sóc gì, cỏ dại mọc lan tới đầu gối. Cả khu vườn vắng tanh chẳng thấy bóng ai. Nếu có người thật thì đã không lẩn trốn nhanh đến vậy được. Thông thường chẳng có người nào có thể đi vào đây. Đức chắc mẩm anh vừa nhìn thấy bố mình. Chỉ có hồn ma mới xuất hiện và biến mất đột ngột như vậy. Có chuyện gì thế? Có ai phát hiện ra chúng ta à? À không, không anh à. Cảm ơn anh, em nhìn nhầm thôi. Anh Bình trở về khóa căn phòng kho. Đức còn rất nhiều điều muốn trao đổi với anh Bình. Thế nhưng từ xa, một nhân viên an ninh đã chạy tới, thông báo anh phải trở về khu vực làm việc. Anh Bình, anh tỉnh. Em sẽ quay trở lại vào một ngày sớm nhất. Anh Bình, mong anh nhớ lại giúp em. Khi còn sống, bố em có nói gì hay làm điều gì lạ không nha? Trăm sự nhờ anh. Đức quay lưng bước đi, quay trở về bệnh viện. Trong đầu chỉ mong tới tối để trao đổi thêm với anh tỉnh. Anh suy nghĩ rất mông lung, không hiểu tại sao bố mình lại thoát ẩn thoát hiện như thế. Liệu ông có gì khó xử thật sao? Ông thà để anh gặp nguy hiểm chứ nhất quyết không xuất hiện đàng hoàng. Thật kỳ lạ, nhưng cũng rất giống với tính cách của ông. Từ khi anh còn bé, khi anh ngã, bố không hề đỡ mà bắt anh từ từ đứng dậy. Anh cũng từng oán trách ông rằng ông quá nghiêm khắc khi anh còn thơ bé. Thế nhưng ông vẫn làm theo những gì mình cho là đúng, vẫn luôn đứng phía sau nếu như anh cần. Anh cũng ghen tị với em gái mình khi được bố mẹ cưng chiều hơn. Thế nhưng khi dần trưởng thành, anh lại cảm thấy sự ấm áp và tấm lòng của ông thể hiện qua nhiều hành động thầm lặng, ẩn sau vẻ ngoài nghiêm nghị ít cười. Nhất định ông có lý do riêng. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Trong tập ngày hôm nay thì phát hiện ra nhóm người bên phái cổ lập kia càng ngày càng dị hợm, càng có những cái bí mật đáng sợ, là bắt một mạng đổi một mạng. Nhưng mà mọi người thắc mắc vẫn có lý do chứ đúng không? Bình thường thì đổi mạng, đổi tuổi thọ với một người khỏe mạnh còn sống, mình đổi thêm mấy chục năm nữa không đổi, mà lại đi đổi thọ mạng với người sắp chết. Những người bệnh thì họ cũng sắp chết rồi, họ đâu có thọ mạng được lâu đâu. Tại sao lại đổi như vậy? Và cái con quỷ này thì có liên quan gì tới phái cổ lập hay không? Mà cái phái đó cũng ác thiệt, bắt người ta cái xác. Bắp đang nghĩ, ủa nhưng mà hoang, bắp nghĩ là ba của Đức á, không nói được là do bị cắt lưỡi, bởi vì có tình trạng là những cái người bên kia trộm xác và cắt lưỡi của những người, của những cái xác. Thì có khi nào ba của Đức cũng bị như vậy hay không? Nhưng nếu ba của Đức bị cắt lưỡi á, thì chắc chắn là trong hồ sơ gì pháp y thì sẽ có ghi chép là bị cắt lưỡi. Còn đằng này thì đâu có ghi chép là bị cắt lưỡi đâu, thì tại sao ông lại không nói được? Thì đó là một cái điểm nghi vấn. Thì chắc chắn là sau này mình sẽ được giải thích cái vấn đề là tại sao ông không nói được. Nhưng mà lý do ông không xuất hiện để mà gặp Đức chắc chắn là đang muốn bảo vệ con trai mình, và ông chỉ xuất hiện đúng lúc
khi cần thiết mà thôi. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào mỗi thứ 3 năm 7 chủ nhật với câu chuyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé. Thank you.